Xin chào tất cả các em học sinh khối 11 đến với bài giảng phương pháp bảo toàn điện tích. Trong buổi học hôm nay, thầy cùng các em tìm hiểu ví dụ tiếp theo. Đó là ví dụ số 4. Có nội dung như sau: dung dịch X gồm Fe2 cộng có số mol là A mol, Al3 cộng có số mol là B mol, XO4 2 trừ có số mol là 0,3 mol, Cl trừ có số mol là 0,2 mol. Cô cọn dung dịch X thu được 46,9 gram chất rắn không? Giá trị của AB lần lượt là: đáp án A bằng 0,1, B bằng 0,1. Đáp án B là A bằng 0,2, B bằng 0,3. Đáp án C là A bằng 0,1, B bằng 0,3. Đáp án D, A bằng 0,1, B bằng 0,2. Để giải được ví dụ 4, chúng ta áp dụng hai định luật. Định luật đầu tiên là định luật bảo toàn điện tích. Tổng mô điện tích âm bằng tổng mô điện tích dương. Định luật thứ hai là định luật bảo toàn khối lượng. Thì chúng ta sẽ tìm được hệ phương trình gồm hai ẩn AB. Giải. Thứ nhất là theo định luật bảo toàn điện tích. Theo định luật bảo toàn điện tích. Theo định luật bảo toàn điện tích thì tổng mol điện tích gì? Tổng mol điện tích dương sẽ bằng tổng mol điện tích âm. Tương đương mol điện tích dương thì bằng mol ion dương nhân số điện tích. Do đó thì dương là gồm hai cái là Fe2 cộng và Al3 cộng. Mol điện tích dương thì bằng mol ion dương nhân số điện tích. Vậy thì đối với Cl2 cộng thì số điện tích nó là 2, nên là 2 nhân cho A. Đối với nhôm 3 cộng thì lấy B nhân cho 3, cộng cho B nhân cho 3. Mol điện tích âm thì bằng mol ion âm nhân số điện tích. Vậy thì X42 trừ ta lấy 0,3 nhân cho 2. Hai khác là lấy gì? 2 nhân cho 0,3 cộng cho C là trừ số mol là 0,2, điện tích là 1 trừ, do đó là nhân với 1. Lấy 0,2 nhân cho 1. Hay nói là lấy gì? Lấy 1 nhân 0,2 cũng được, được chưa? Đó. Mol điện tích dương là bằng mol ion dương nhân số điện tích. Mol ion dương của nó là A này, Fe2 cộng là A này, số mol là A này. Số điện tích của nó là 2 cộng, do đó nhân cho 2 thôi. Đối với nhôm 3 cộng thì lấy B nhân cho 3. Còn mol điện tích âm thì bằng mol ion âm nhân số điện tích. Đối với X4 hồi trừ thì lấy 0,3 nhân cho 2. Đối với calo trừ lấy 0,2 nhân cho 1. Con này tương đương 2 nhân A là 2A, 3 nhân B nhân 3 là 3B, và 2A cộng cho 3B bằng 2 nhân 0,3 là 0,6, 1 nhân 0,2 là 0,2, 0,6 cộng 0,2 là 0,8. Phương trình đầu tiên là 2A cộng 3B bằng 0,8, ký hiệu luân trình số 1. Đó. Vậy chúng ta có được một phương trình bậc nhất hai ẩn. Chúng ta cần thêm một phương trình bậc nhất hai ẩn tiếp theo thì chúng ta sẽ giải được. Thì theo định luật bảo toàn khối lượng thì có gì đây? Khối lượng muối sẽ bằng gì? Muối chính là rắn á, sẽ bằng gì? 46,9 gram. Theo định luật bảo toàn khối lượng có chấm hai chấm cũng được. Đó, khối lượng thì sao đây? Khối lượng muối hay là rắn, được chưa? Khối lượng rắn kho, rắn kho, rắn đi, bằng gì đây? 46,9 tương đương. Rắn là chính là xét 56 nhân cho A, 56 nhân cho A. Thì khối lượng rắn thì bằng khối lượng của xét 2 cộng cộng khối lượng của X42 của A là 3 cộng cộng khối lượng của X42 trừ cộng khối lượng calo trừ. Đây, khối lượng rắn chính là khối lượng muối á, bằng khối lượng của Fe2 cộng cộng khối lượng của A là 3 cộng
cộng cho khối lượng của SO42 trừ cộng cho khối lượng của Cl trừ. Khối lượng của sắt hai cộng thì bằng khối lượng mà lớn của sắt nhân cho số mol là A. Cái này bằng gì? M lớn của nhôm nhân cho B. Cái này là bằng M lớn của SO4 nhân cho số mol là 0,3. Cái này là bằng M lớn của Cl trừ nhân số mol là 0,2. Sắt thì 56 nhân cho A. Còn A là 3 cộng thì lấy 27 nhân cho B cộng cho 27 nhân cho B cộng cho X42 trừ thì lấy 96 nhân cho 0,3. 96 nhân 0,3. Cl trừ thì lấy 35,5 nhân cho 35 bằng MCl nhân 0,2. Và là 35,5 nhân 0,2 nhân 0,2 thì nó bằng bao nhiêu? Bằng 46,9. Này tương đương 56 nhân A là 56A, 27 nhân B là 27B. Rồi cái này tính thôi. 46,9 chuyển hết hai cái này qua bên phải luôn là bằng trừ cho 96 nhân 0,3 trừ cho 35,5 nhân cho 0,2 thì nó bằng là 11. Phải không? 46,9 trừ cho 96 nhân 0,3 trừ cho 35,5 nhân cho 0,2 thì nó bằng là 35,5 bằng 11. Kết quả là bằng 11. Bằng 11. Rồi từ 12. Từ 1 2 ta có hệ phương trình gồm 2a cộng cho 3b bằng 0,8. Phương trình thứ hai là 56a cộng cho 27b bằng 11. Cái này bấm máy tính thôi. Mốt 51 2 3 0,8 56 27 11. Kết quả là bằng 0,1 và 0,2. A bằng 0,1. B bằng 0,2. Vậy thì để yêu cầu là giá trị của AB. Vậy thì A bằng 0,1, B bằng 0,2. Đáp án chọn này là đáp án gì? Đáp án D. Bài giảng của thầy đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn các em đã theo dõi. Hẹn gặp các em ở ví dụ số 5. Chào tạm biệt các em.